Khi mà thầy gặp anh Mến nằm trên giường bệnh như thế thì cái cảm nhận của thầy như thế nào hả thầy ha? Cảm giác của thầy lúc nãy? Khi gặp cháu vậy thì tôi thấy rất là xót xa, không nói nên lời luôn. Thật thế là người sao rồi? Chiều anh mổ thì anh dự định là anh mổ 5 điểm đúng, nhưng mà mổ một điểm từ đây xuyên vô trong cái niêm trong sau miệng em, rất cái tay anh biết sao? Tại vì anh để cái niêm mạc, nguyên tắc của mấy người giải phẫu bệnh đó là phải cắt từ thứ da xuống siêu mô niêm mạc, thì anh phải để cái tay, nếu mà không cắt qua siêu mạc thì không chính xác, thì anh cắt từ trên xuống hơi trè chút xíu sau thì lấy được cái niêm mạc thì chính xác. Thứ hai bên này cũng vậy, nhưng mà cái chỗ này anh tính cắt nhỏ thôi, hiểu không? Dạ. Nhưng mà cái môi bạn bị bật ra thế này, xấu, không đẹp. Dạ. Thì anh cắt mạnh, giờ anh sẽ cố định hai cái mũi khâu chỗ này, thì bây giờ cái môi sẽ đỡ bớt. Dạ. Cố định thêm thì nữa, nha. Nói chung là cơ bản vậy được rồi. Thì anh sẽ gửi xét nghiệm đi. Mai ba trung tâm em lấy 15 mẫu rồi đó, thì gửi ba trung tâm xét nghiệm, rồi mình sẽ so sánh lại. Anh chỉ đính hai cái mũi này là em thấy cái môi em bớt cái phù nề này, và mình sẽ điều trị thuốc rất là mạnh cho nó bớt phù nề. Sau khi đeo băng định hình ha, mình điều trị thuốc vô thì trong thời gian sau mà chưa mổ thì bên này sẽ gọn nhiều đó nha. Thôi yên tâm nha. Nếu bác sĩ nói như vậy thì anh cứ an tâm cho cái. Cảm ơn bác sĩ làm mà bị tay của mình bị đứt luôn anh. Cô đó, nay bác sĩ tận tâm ghê không? Ăn chưa? Như cái tình trạng của anh Mến như thế này thì ăn uống bình thường là khi nào mình ăn được em bác sĩ? Thực ra thì ăn cháo nhẹ em thôi, mai mình ăn bình thường. Tại vì thực ra mình cũng không cắt toàn bộ hết đâu, mình phần thôi. Thì vẫn ăn được chứ không ăn gì đâu nha. Dạ. Yeah. Rồi mai nghỉ ngơi ổn, mai 21 về. Anh chưa biết không? Chưa biết thì ổn đi, không sao, cứ nằm theo nào ổn về. Rồi sau đó khi về anh cho điều liệu trình điều trị thuốc rất là mạnh, về thuốc đặc trị này cho nó chống phù nề. Em thiếu vitamin vì thần kinh rất là nhiều đúng không? Tất cả mọi thứ nếu đúng phác đồ điều trị thì sau khi một tháng em sẽ ổn định, và khoảng một tuần đến 10 ngày có kết quả giải phẫu, và giải phẫu bệnh anh sẽ gửi đi hội chẩn ở nước ngoài, và lúc đó mình sẽ ra phác đồ điều trị tiếp nha. Thôi anh xuống nghe. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vậy là nay mai thì nếu như sức khỏe của anh tốt thì anh có thể xuất viện. Được em. Dạ, và ở nhà sẽ điều trị bằng sẽ uống thuốc. Cho dạ. Thuốc và uống. Dạ, dạ. Dạ, anh đi nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ. Đó thì bác sĩ nói vậy thì bây giờ cũng còn 1-2 ngày nữa thôi. Thì cố gắng nha anh ha. Dạ, thưa cô bác, quý anh chị. Thì sau một thời gian... hai thầy trò đi thăm lại anh Mến ở bệnh viện thẩm mỹ GW của Hàn Quốc thì cái cuộc thăm nó cũng chóng vánh, còn thời gian thì rất là ít, chạy qua thì cũng cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà ngay cái anh Mến mới phẫu thuật xong nên cái cuộc thăm nó không được trọn vẹn cho lắm, nhưng mà gặp anh Mến vậy thì hai thầy trò cũng vui rồi. Thầy ơi, như thế này, trong cuộc uống cà phê của ngày hôm nay á, thì con có đặt câu hỏi cho thầy như thế này. Thầy coi như là một người cha thứ hai của anh Mến, một người mà đã gọi là cứu sống lại cho anh Mến có cuộc sống giống như ngày hôm nay. Vậy thì khi mà thầy gặp anh Mến nằm trên giường bệnh như thế thì cái cảm nhận của thầy như thế nào hả thầy ha? Cảm giác của thầy lúc nãy? Khi gặp cháu không vậy thì tôi thấy rất là xót xa, không nói nên lời luôn. Tôi không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn tất cả ekip bác sĩ đã tạo điều kiện cho cháu được như ngày hôm nay. Rồi sẵn đây tôi cũng cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã tạo điều kiện giúp đỡ cho cháu Mến và tôi. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi xin chân thành thành cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều.
thì lúc nãy khi mà anh Mến khóc thì thầy đã gớm nước mắt, coi như là cầm lòng không nặng khi gặp cái hoàn cảnh của anh Mến như vậy. Hiện nay thì trên mảnh đất Sài Gòn này thì chỉ có mình anh Mến với lại một người coi như là hàng xóm để nuôi anh, mà gặp được thầy chắc có lẽ là anh Mến tuổi hả thầy hả? Đúng rồi. Mong cho các bác sĩ nhanh chóng giúp cho cháu nó được bình phục. Tôi vui lắm, không biết cái nỗi vui nào hơn nữa. Còn giờ thấy cháu nó vậy thấy rất là xấu xa. Con thì có một cái cảm nhận như thế này. Cuộc đời anh Mến mặc dù là nằm trên giường bệnh, hiện nay thì không có những người thân nhất ở bên cạnh của mình, nhưng mà anh vẫn còn may. Anh còn may vì còn được gặp, trước đây gặp được thầy dùng cái phương thuốc của mình để mà cứu lại cái mạng sống cho anh Mến. Và hôm nay lại gặp thêm một ân nhân nữa, đó là bác sĩ Tú Dung, thì lại tìm lại cuộc đời cho anh Mến giống như mọi người. Thì vậy thì thầy với lại coi như là anh Mến gặp thầy với lại bác sĩ Tú Dung là một cái cơ duyên trong cái cuộc đời của anh Mến, đúng không thầy? Đúng rồi. Thì thay bác sĩ Tú Dung giúp cho cháu bằng cái tâm, tôi cũng vui lắm, không biết nói lời cảm tạ nào hơn nữa. Thì sẵn đây tôi cũng nhắn nhủ cùng quý bệnh nhân, thì nhiều lúc tôi bận, điện lại tôi không bắt máy, cũng thông cảm bỏ qua giùm. Còn cái chuyện thứ hai nữa là rất quan trọng, thì tôi hứa tôi không bỏ bệnh nhân người nào hết, nhưng mà tìm đến tôi thì từ từ. Tôi sợ dồn dập quá thì như ngày xưa ở dưới quê, các bệnh nhân cũng thông cảm giùm. Tôi trả lời điện thoại mà giờ tiếng tôi đã khang vậy, thì mong tất cả bệnh nhân cũng thông cảm. Thì từ từ chứ đừng có dồn đông quá rồi gây mất trật tự đây, rồi không tốt gì mình. Thì tôi chỉ nói vậy, thì mong các quý bệnh nhân cũng hiểu và thông cảm cho tôi. Thành thật cảm ơn nhiều lắm. Dạ, thì đó là cái lời chia sẻ của thầy đến quý bệnh nhân. Thì biết rằng là ai cũng nôn nóng trong bệnh hoạn, nhưng mà nếu như mà còn thầy ở chỗ đây thì thầy có thể cứu được. Nhưng mà nếu như mà càng ngày càng đông thì cái sự an ninh ở trong trật tự ở trong cái nơi đó thì nó không, nó sẽ, chính quyền sẽ can thiệp thì sẽ khó cho thầy trị bệnh hơn. Thầy ơi, con thấy này, lúc nãy thầy khóc là thầy lý do này, thầy xót vì anh Mến nằm ở trên bệnh viện, nằm ở bệnh viện có một mình, thấy khổ đau về thân xác, hay là thầy cảm thấy anh Mến không còn người thân nữa thầy? Cả hai luôn. Thấy nằm trên giường bệnh không có ai chăm, thấy cảnh cháu nó đang đau đớn không nói nên lời luôn. Thì nãy giờ thì cũng đi một quãng đường xa cũng để đến được thăm anh Mến, coi như gặp được anh Mến thì thầy trò mình cũng mang nguyện rồi ha thầy ha. Thì cô bác huynh, dạ cô bác huynh chị thì khi xem được video clip này thì hãy hiểu cho cái tấm lòng của thầy rất muốn cứu bệnh nhân, nhưng mà vì một số khó khăn nên có thể mình đông quá thì thầy có thể nghe điện thoại, không nghe điện thoại kịp được trong lúc chữa trị đó, thì cô bác quý đó anh chị thông cảm cho thầy và hiểu hơn cho cái cuộc sống của thầy. Và hôm nay thì con cũng thay mặt anh Mến cảm ơn thầy với lại chú đã cùng con để đi qua thăm anh Mến, coi như là tạo thêm cái động lực cho anh Mến. Thầy có lời gì nhắn gửi nhủ với thầy? Thì cuối cùng tôi xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước
cùng các cộng đồng mạng quan tâm và giúp tôi những lời dặn đạo. Thì hôm nay tôi cũng chia sẻ thì hoàn cảnh khó khăn hôm nay cũng khỏe rất nhiều rồi, thì tôi hứa tôi sẽ lo cho bệnh nhân bằng hết khả năng mình. Còn điều mong ước lớn nhất của tôi chỉ mong lo cho được bệnh nhân thời gian dài, ước nguyện chỉ vậy thôi. Xin cảm ơn. Dạ, con xin chào thầy, chúc thầy sức khỏe để luôn luôn khỏe mạnh, để có một cái sức khỏe tốt để lo lắng cho bệnh nhân, những người mà đang rất cần thầy. Dạ, con xin chào thầy ạ.